Thưa quý vị, sáng 30 tháng 4, tại khu di si tích đặc biệt, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, lễ thượng cờ thống nhất non sông kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, 52 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức trọng thể. Lễ thượng cờ thống nhất Non sông vào ngày 30 tháng 4 hàng năm đã trở thành hoạt động thường niên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trong nhiều năm qua. Đây là dịp để ôn lại quá khứ bi hùng, tôn vinh những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong chiến tranh, đồng thời là biểu tượng sáng ngời của niềm tin khát vọng thống nhất non sông của người dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung. Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên tung bay trên kỳ đài của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương bến Hải các đại biểu cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đồng chí đã hy sinh vì độc lập tự do thống nhất tổ quốc